Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là làm món tim xào lá đỗ các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Các bạn đã tìm cái tim mình đã ướp với lại gia vị đấy. Bây giờ mình sẽ cho vào xào. Xào tim đi. Thêm một xíu mắm nữa. Tim này cho chị mình giúp đó là hạt tiêu này, mình chính đấy, hạt tiêu này, đi khoán này, hành này. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho giá vào một vài miếng dứa và mình sẽ xào sơ qua một xíu. Các bạn ơi, đây là
xả đỗ xào tim của mình các bạn nhé. Đây mình đã xào xong rồi đây. Chúc các bạn làm thành công nhé.